Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân và du khách, các cơ quan chức năng tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều biện pháp kiểm tra và giám sát chặt chẽ từ các quầy bán thực phẩm tại chợ đến các nhà hàng, quán ăn trong thành phố. Công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên. Trước đấy nói chung lại con lộn xộn, nhưng sau đây rồi mình được làm sạch, chín theo chín, sống theo sống. Chỉ mình bỏ tham loại này ra để mình làm, mình bảo cho an toàn cho họ. Các ngành liên quan bao gồm cả y tế, cả công thương, cả nông nghiệp cũng như là của công an và một số các ngành ban ngành khác. Chúng tôi sẽ phối hợp với nhau bằng mỗi người có một cái chức năng riêng nhưng mà thực hiện đầy đủ các cái chức năng của mình. Trong những năm gần đây, các cơ quan nghiên cứu và các tổ chức quốc tế cũng hỗ trợ triển khai nhiều hoạt động giúp nâng cao ý thức, thúc đẩy các thực hành vệ sinh tốt về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Dự án Một Sức Khỏe, đây là những cái sáng kiến mà liên quan đến cái vấn đề tác động vào những cái vấn đề can thiệp ở những người mà có mua bán trong cái lĩnh vực là thực phẩm và sản phẩm động vật. Thì chúng tôi thấy rằng là đã có những cái tác động cụ thể như sau. Một là tác động vào cái việc là giữa hai ngành. Đó, hai ngành phối hợp đó là ngành y tế và ngành thú y của nông nghiệp, và như vậy hai ngành đã có những cái vấn đề chia sẻ, có những cái vấn đề tập huấn, có những cái kế hoạch giám sát triển khai. An toàn thực phẩm không chỉ bảo vệ sức khỏe mà còn tạo nên trải nghiệm du lịch đáng nhớ. Khi du khách đến Thừa Thiên Huế, họ không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp và di sản văn hóa mà còn được thưởng thức những món ăn đặc sản an toàn và ngon miệng. Riêng em thì em sẽ lựa chọn những cái quán mà nhìn chung là sạch sẽ thì em sẽ vào để thưởng thức. Chúng tôi cũng rất mong muốn tổ chức có thể là phối hợp hỗ trợ tổ chức một số cái chương trình tập huấn đào tạo nâng cao về kỹ năng đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi người, và cung cấp thực phẩm sạch cho mọi người là bảo vệ sức khỏe cho chính bạn và gia đình bạn. Hôm nay ngày 7 tháng 6 là ngày an toàn thực phẩm thế giới. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay đảm bảo an toàn thực phẩm, không chỉ để bảo vệ sức khỏe của chính mình mà còn góp phần tạo nên những điểm đến an toàn và hấp dẫn hơn với du khách.